Để rủ bà đi ăn. Sáu nay đi mua gì? Sáu đi mua cho trai mới về hả? Giờ đâu có đâu. nay sao nay không đi mua cho trai hả? Thế sáng giờ sáu đi đâu? Nhà ở đâu? Đi ra bà cá nó bánh canh không? Thôi đi con gì sáng không, phải ăn, con cũng chưa ăn gì hết. Đi không? Đâu có thích ăn bánh canh đâu. Không, chị sao thích ăn cái gì? tôi thích ăn gì á, cồn no đấy bà, đi chơi thì đi được. Nó cứng quá trời, cũng cứng à. Đây mời đây đâu có tiền đi đâu. Đây là bên nhà đạp vô. Đạp vô cho một ngày mình quá đó con. Ồ, nó còn lớn hơn này nữa. Sinh nhật bé ra, nhỏ gái mới mấy tuổi. Sao mít đặt hả? Mít đặt con mắt lên. Mua nó non nó luộc sẵn á. Hộp con em mới xào. Hôm lần đầu tiên ra nhà má ăn cơm ngon quá. Má không xong. Ngày mai mới đi nhậu với gai đó. Sáng hả? Đâu có. Sáng đi vô trong 2, trong 2. Thì giận quá. Giận. Ngày mai đó, mai là má không có bá, không mai nhậu với gai, tụi chở đi. Ăn cái lo bự rồi bự. Với gai vui lắm. Cháu mà chịu bảo với má nó chở về. Chở về cháu qua đi chơi với má qua xíu nữa xong rồi xuống rồi con chở cho cháu bệnh viện quay cho con cháu. Con cháu nằm trong bệnh viện á, khổ quá thì bắn tới lú nè, ngon lắm. Mùa bữa đi tôi quay chung kêu nhà ông Tâm với cộng đồng chở về thôi. Mai đi vô nhận ca rồi đó, ở đây hát ca đâu có đi đâu, bác đâu về thái độ ra là biết không em. Sáng bác ngồi chợ này cái mấy tụi nó đòi chở ra thôi, tao còn nhiều lắm để đâu chúng đi đi xe đạp về về cái thái độ mới dặn rồi. Cái máy bơm bác có đổ nước bạn không lên con? Trời lên không? Trời lên chưa? Chưa. Rồi con ăn no đi, ăn đi chút rồi. Đó, má lo ra.
Thank you.